Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Hiện nay các mẫu nhà phố với phong cách thiết kế hiện đại đang là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những chủ gia đình có diện tích đất nền không quá lớn, muốn tận dụng tối đa được diện tích sử dụng của khu đất và kết hợp với công việc kinh doanh của gia đình. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình được Mark Home thiết kế cho gia đình nhà anh Vũ có địa chỉ tại Cát Hải, Hải Phòng. Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, mái bằng 2 tầng và 1 tum phía bên trên. Khi nhìn vào ngoại thất, chúng ta có thể thấy được ngôi nhà được thiết kế với lối kiến trúc độc đáo, đặc trưng của phong cách thiết kế hiện đại, tạo nên cái nhìn cho căn nhà có nhiều hình khối vuông vắn và đơn giản. Phần sơn được sử dụng cho phần ngoại thất là màu trắng và màu xám, giúp cho công trình khi nhìn vào không bị lòe loẹt và rối mắt. Tường phía trước ở dưới tầng 1 được ốp đá granite màu đen này, vừa làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ và hiện đại cho ngôi nhà, vừa giúp cho phần tường phía chân công trình sẽ không bị rêu mốc và bong chóc. Phía trên phần sảnh chính được làm mái che bằng hệ lam thép hộp sơn tĩnh điện và kính cường lực đặt lên bên trên để che mưa và che nắng cho phần sảnh. Phía bên trên tầng 2, ngoài phần tường được sơn màu trắng ra thì còn được ốp gạch tạo điểm nhấn, giúp cho công trình không bị đơn điệu và nhàm chán. Phần trần ở khu vực ban công tầng 2 và phần mái phía trước của phần tầng tum được ốp nhựa giả gỗ, vừa đảm bảo được các yếu tố về thẩm mỹ, vừa không sợ bị mối mọt và cong vênh trong thời gian sử dụng và làm giảm được chi phí so với việc chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên. Khoảng không gian sân thượng trên tầng tum rất rộng, đây là khoảng không gian để mọi người trong gia đình đón nhận không khí và ánh sáng tự nhiên. Phía sau thì được lập tôn, phía trước được sử dụng hệ mái che bằng hệ thống thanh lam bằng thép hộp sơn tĩnh điện và đặt các tấm kính cường lực phía bên trên. Phần thanh lam thì được sắp xếp so le tạo sự khác biệt và phá khách, làm tăng tính phóng khoáng cho công trình. Khoảng không gian sân thượng phía trước có thể đặt một bộ bàn tràn nhỏ để mọi người thư giãn, uống trà và trò chuyện với nhau. Phía sau được lập tôn thì có thể tận dụng làm khu vực phơi đồ của gia đình. Các thanh thép hộp 100x150mm cách đều 100mm được thiết kế tại các khu vực của tầng tum và phía mặt bên lan can tầng 2, vừa hài hòa với phong cách thiết kế hiện đại của công trình, vừa giúp cho công trình nhìn khỏe khoắn và phóng khoáng hơn. Phần lan can tại khu vực ban công và phía trước tầng tum được sử dụng bằng kính cường lực, đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ cũng như là an toàn cho mọi người. Cửa của toàn bộ công trình được sử dụng nhôm hệ, bố trí xung quanh công trình giúp lấy ánh sáng, không khí sẽ lưu thông dễ dàng, làm cho không gian phía bên trong lúc nào cũng thông thoáng và mát mẻ. Xung quanh công trình được thiết kế những vị trí đặt chậu cây cảnh, tạo những khoảng xanh cho ngôi nhà, vừa giúp cho công trình thêm hài hòa và mềm mại, vừa tạo một không gian sống dễ chịu và thoải mái cho mọi người. Khi nhìn vào mặt bằng định vị công trình thì có thể thấy công trình được thiết kế tận dụng tối đa phần diện tích đất nền của gia chủ. Công trình thì được xây dựng theo hướng đông bắc với chiều rộng là 5m, chiều sâu là 18,11m, diện tích một mặt sàn sẽ khoảng là 90,5m2. Công năng tầng 1 thì được thiết kế làm khu vực kinh doanh với diện tích là 58m2. Đầy đủ không gian để sắp xếp các đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ cho việc kinh doanh của gia đình. Phía bên trong còn được thiết kế một phòng vệ sinh chung với diện tích là 3,8m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị cơ bản để mọi người sử dụng. Phía cuối công trình là khoảng sân ướt rộng 9m2. Đây là khoảng không gian rất cần thiết của công trình, vừa tạo khoảng thở và điều hòa không khí, giúp cho công trình lúc nào cũng thông thoáng và rộng rãi. Tại không gian tầng 1 thì còn được thiết kế một tầng lửng, phía trước là khoảng thông tầng sẽ giúp cho không gian tầng lửng thoáng đãng hơn. Tại không gian tầng lửng thì được bố trí một phòng bếp và nhà ăn có diện tích là 22,5m2. Tủ bếp thì được thiết kế theo hình chữ Y, các thiết bị và đồ dùng thì được trang bị đầy đủ và sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho việc sử dụng. Tại khu vực nhà bếp còn được thiết kế một cửa ra khu vực ban công phía sau công trình, giúp lấy ánh sáng và không khí tự nhiên, hạn chế được việc ám mùi đồ ăn và dầu mỡ khi nấu nướng. Khu vực ban công có diện tích là 3,5m2, khu vực vệ sinh chung trên tầng lửng thì có diện tích là 4m2. Công năng tầng 2 thì được bố trí hai phòng ngủ khép kín. Phòng ngủ thứ nhất thì có diện tích là 25,5m2. Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 22m2. Trong mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ đồ dùng nội thất như giường ngủ, bàn làm việc, hệ tủ quần áo, kệ tivi phục vụ cho nhu cầu giải trí riêng của mọi người. Trong phòng được thiết kế cửa ra phía ban công giúp lấy ánh sáng cũng như là không khí tự nhiên vào bên trong phòng, giúp cho không gian luôn thông thoáng, không có cảm giác bị bí bách khi mọi người nghỉ ngơi. Phòng vệ sinh khép kín trong phòng ngủ thứ nhất thì có diện tích là 4,5m2. Trong phòng ngủ thứ hai thì có diện tích là 3,7m2. Trong tất cả các khu vực vệ sinh, ngoài các thiết bị vệ sinh như là vòi tắm đứng, bồn cầu và bồn rửa ra, thì còn được thiết kế các vị trí đặt ô thoáng, giúp cho không khí lưu thông và không bị ám mùi khi sử dụng. Tại khu vực tầng 2 được thiết kế hai khu vực ban công, một ở phía trước và một ban công nhỏ ở phía sau công trình, giúp không khí dễ dàng lưu thông trong công trình, lấy ánh sáng và không khí tự nhiên vào các không gian nghỉ ngơi, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho mọi người. Trên tầng tum thì được thiết kế một phòng thờ với diện tích là 9,3m2. Hướng của ban thờ thì được đặt theo hướng chính của ngôi nhà. Trong phòng còn được thiết kế một cửa ra phía khu vực sân thượng, giúp không gian tâm linh luôn thông thoáng, không có cảm giác âm u, tích tụ âm khí tại khu vực tâm linh. Khu vực giặt phơi có diện tích là 3,6m2, được đặt một máy giặt phục vụ cho việc sử dụng của gia đình.
Sân thượng thì sẽ có diện tích là 21 m² và khu vực phơi đồ thì sẽ có diện tích là 3,2 m². Vì công trình được xây dựng trên khu vực đất nền không quá rộng, xung quanh cũng là các công trình cao tầng, vậy nên là ngoài hệ thống ban công được thiết kế tại các khu vực tầng ra, thì trong công trình còn được thiết kế một khoảng thông tầng xuyên suốt từ tầng 1 lên đến tầng tum. Phía bên trên khoảng thông tầng được đặt một tấm kính cường lực trên các thanh thép hộp giúp lấy ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ công trình, giúp cho không gian công trình có cảm giác thoáng đãng và rộng rãi hơn. Nhìn vào mặt cắt đứng của căn nhà thì chúng ta có thể thấy được chiều cao tầng 1 là 5,6 m, tầng 2 cao 3,3 m và tầng tum là cao 3,3 m. Phía bên dưới sẽ thể hiện ký hiệu các vật liệu ốp tường và từng loại sơn được sử dụng. Kết hợp với bản vẽ 3D thì sẽ giúp chủ nhà dễ dàng được hình dung tổng thể ngoại thất của ngôi nhà. Mặt cắt AA và mặt cắt BB thể hiện rõ ràng vị trí, kích thước dầm, sàn tường và cầu thang, những vị trí cần tăng cốt và giảm cốt để đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, tránh tình trạng là đọng nước hoặc nước sẽ tràn vào phía bên trong công trình. Các vị trí kết cấu được thể hiện rõ ràng, từng loại vật liệu được ký hiệu bằng những nét vẽ riêng biệt. Bản vẽ chi tiết nhà vệ sinh thể hiện chi tiết vị trí lắp đặt và từng loại vật liệu cần sử dụng. Sàn nhà vệ sinh thì được hạ cốt và đánh dốc giúp tránh tình trạng đọng nước hoặc nước sẽ tràn ra phía bên ngoài. Phần trần thì sẽ được hạ thấp xuống so với phần mái một khoảng để cho không gian phía bên trong có tỷ lệ hài hòa. Phần trần được sử dụng trần thạch cao xương chìm chịu ẩm. Sàn nhà thì được lát bằng gạch granite chống trơn, kích thước là 300x300. Tường được ốp gạch granite kích thước là 300x600 lên cao kịch trần giúp cho không gian luôn sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn. Hẻm cửa thì được lát gạch granite màu tối tạo điểm liên kết với các không gian phía bên ngoài. Vật liệu lát sàn cho toàn bộ công trình thì sẽ được thể hiện rõ ràng trên các bản vẽ kỹ thuật. Từng loại vật liệu lát sàn được bố trí hợp lý từ màu sắc, tính chất của từng loại, vừa đảm bảo được các yếu tố về thẩm mỹ cho toàn bộ ngôi nhà, vừa phù hợp với công năng sử dụng của từng phòng. Việc di chuyển trong toàn bộ ngôi nhà được kết hợp giữa hệ thống thang bộ và hệ thống thang máy, giúp việc đi lại được thuận tiện và dễ dàng hơn. Hệ thống thang máy thì được sử dụng là thang máy lồng kính, đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn khi sử dụng. Hệ thống cầu thang bộ được thiết kế thể hiện đầy đủ về kích thước và chất liệu được sử dụng. Hệ thống cầu thang bộ được thiết kế và thể hiện đầy đủ về kích thước và chất liệu được sử dụng. Số bậc cầu thang được tính toán hợp phong thủy, mặt bậc cầu thang được ốp đá granite kết hợp với hệ thống lan can và tay vịn bằng gỗ lim Nam Phi, đảm bảo được yếu tố về thẩm mỹ cũng như an toàn khi di chuyển. Trên các bản vẽ định vị cửa sẽ thể hiện được đầy đủ về vị trí và số lượng của từng loại cửa. Tại đây cũng thể hiện đầy đủ thông tin và kích thước cốt xây dựng của từng cửa. Cửa đi D1 được thiết kế với quy cách là cửa đi 4 cánh mở quay với chất liệu nhôm hệ, kính dày 8,38 mm với kích thước là 3300x3300 mm. Khi trừ đi phần cố định, ta có được kích thước thông thủy là 3180 mm. Về phong thủy thì kích thước này sẽ giúp gia cảnh được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thì thông minh hiếu thảo. Tại hồ sơ thiết kế điện nước, chúng ta sẽ cùng xem qua bản vẽ về mặt bằng chiếu sáng và thông gió. Tại đây chúng ta có thể biết rõ được vị trí lắp đặt của hệ thống đèn điện, thông gió cho toàn bộ công trình. Mỗi loại đồ dùng thiết bị đều được ký hiệu riêng biệt và thể hiện rõ ràng trên bản vẽ. Ví dụ ở đây có đèn LED bán nguyệt, đèn đao lai âm trần, đèn dây LED, đèn sưởi, đèn ốp trần, các loại đèn gắn tường, lộ công tắc, đèn spotlight, đèn chùm, quạt thông gió âm trần và máy hút mùi. Tại mặt bằng ổ cắm internet sẽ thể hiện đầy đủ về vị trí và số lượng lắp đặt của ổ cắm, các loại ổ cắm được sử dụng cũng như là cốt lắp đặt của từng ổ. Tại đây có thể kể đến như bàn điện tầng, ổ cắm đôi loại ba cực, ổ cắm đôi mạng cáp truyền hình này, ổ cắm đôi mạng LAN internet, ổ cắm đôi chống nước loại ba cực. Trong hồ sơ điện nước thì còn thể hiện nguyên lý cấp điện, cấp nước và sơ đồ lắp đặt của từng thiết bị, điều hòa bình nóng lạnh, hệ thống chống sét và thoát nước. Dựa vào bảng thống kê các thiết bị thì chủ nhà có thể dễ dàng nắm rõ được số lượng, công suất của từng loại thiết bị, giúp việc chuẩn bị được dễ dàng và thuận tiện hơn. Phần móng sẽ giúp cho căn nhà vững chắc hơn, đảm bảo ngôi nhà không bị sụt lún. Thông qua các kỹ năng về chuyên môn và các thiết bị chuyên dụng hiện đại, kiểm tra được tính chất của đất nền, tính toán được tải trọng của công trình, khi nhìn vào hồ sơ kết cấu thì ta có thể thấy công trình được sử dụng hệ thống móng băng, bê tông cốt thép. Các bản vẽ chi tiết móng thể hiện rõ sơ đồ bố trí cốt thép, kích thước bê tông lót, bê tông của từng móng, các loại thép được sử dụng, chi tiết bố trí dầm móng và bố trí thép chờ cột. Dựa vào bảng thống kê cốt thép, chủ nhà có thể dễ dàng nắm bắt về số lượng cốt thép cần sử dụng để dễ dàng kiểm soát, tránh tình trạng là mua thừa hoặc lãng phí cốt thép trong quá trình xây dựng. Kinh phí xây dựng thì luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chủ đầu tư. Việc lập bảng dự toán công trình, tính toán được chi phí xây dựng thì sẽ giúp cho việc xây dựng được diễn ra suôn sẻ và không bị gián đoạn. Phần dự toán của công trình thì sẽ được chúng tôi tính toán chi tiết các hạng mục, giúp cho chủ nhà dễ dàng nắm bắt được phần kinh phí cần chuẩn bị, tránh phát sinh quá mức kiểm soát. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của nhà anh Vũ có địa chỉ tại Cát Hải, Hải Phòng. Nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home và muốn Mark Home thiết kế cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo con số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133.
333 để nhận được sự tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.